muốn yêu được người đàn bà một đời chồng thì đàn ông phải có 4 thứ dũng khí này. Các bạn thân mến, muốn yêu người đàn bà đã lỡ giờ một đời chồng thì người đàn ông không chỉ cần tình yêu mà còn cần phải có đủ dũng khí để đối mặt với nhiều khó khăn. Những người đàn bà đã quá lỡ một lần đò, trải qua rất nhiều bất hạnh và sóng gió. Vì vậy, muốn yêu thương họ, đàn ông phải dũng cảm đối mặt với những điều này mới có thể cùng nhau đi đến cuối đời. Hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu như bạn có đủ 4 thứ dũng khí này, thì hãy dũng cảm nắm tay người phụ nữ, đối mặt với những trông gai thử thách phía trước mặt. Hãy chấp nhận rằng người phụ nữ của mình không còn một người phụ nữ trong trắng. Muốn yêu người đàn bà một lần đò, đàn ông không chỉ cần tình yêu mà còn cần phải có sự can đảm. Đa số đàn ông đều mong muốn người phụ nữ bên cạnh phải còn trong trắng. Họ không muốn người khác ăn ốc, còn mình thì phải đi đầu ngỏ. Điều đó làm ảnh hưởng đến sự tự tôn và lòng kiêu ngạo của người đàn ông. Ai muốn yêu người đàn bà một đời chồng thì cần có rất nhiều dũng khí. Trong đó dũng khí đầu tiên là bạn phải chấp nhận người phụ nữ này đã từng chung sống với một người đàn ông khác. Đối mặt với những lời dèm pha, khi yêu người đàn bà từng tổn thương và có con, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều những lời dèm pha, những lời cười chê của thiên hạ. Người ta sẽ nói những lời như đàn bà cũ rồi có gì đâu mà yêu, hay cô ấy qua tay đàn ông khác rồi không xứng với anh. Nhưng các anh ạ, đàn bà ly hôn đã chịu quá nhiều tổn thương. Thứ họ cần bây giờ là sự yêu thương và bao dung. Còn nếu không yêu họ chân thành thì cũng xin đừng cho thêm những cay đắng. Hãy chấp nhận đối mặt với những lời dèm pha của thiên hạ. Đủ dũng cảm để có thể vượt qua thì bạn hãy dũng cảm nắm tay người phụ nữ, còn không xin hãy để trái tim của người phụ nữ ấy được bình yên. Đối mặt với những sự cấm cản của gia đình và bạn bè, những người thân quen, gia đình và bạn bè của bạn chắc chắn sẽ phản đối khá gay gắt khi mà bạn yêu người phụ nữ đã từng có chồng, bởi vì họ sợ người phụ nữ ấy làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, đến cuộc sống của bạn. Nhưng đàn ông có biết lợi ích của yêu người đàn bà từng trải là gì không? Đó là trải nghiệm và nhiều bài học trong cuộc sống. Trải qua một lần tổn thương, người phụ nữ chắc chắn sẽ rất biết trân trọng một thứ hạnh phúc hiện tại. Điều này với những người phụ nữ khác không dễ gì có được kinh nghiệm về cuộc sống. Nói thì rất nhiều, nhưng để thấm thía thì phải trải qua mới có thể thấm sâu. Và với những người phụ nữ đã một đời chồng thì tôi tin rằng những kinh nghiệm trong cuộc sống đã thấm vào đến tận xương tủy của họ. Hết gia đình, hết bạn bè, con cái của người đàn bà một đời chồng sẽ là rào cản tiếp theo với các bạn. Người phụ nữ một mình nuôi con vốn không hề dễ dàng. Đa phần con cái của những người phụ nữ này thường không thích mẹ đi thêm bước nữa vì sợ tình cảm bị san sẻ và có thể xảy ra rất nhiều những trường hợp trong tương lai. Vì vậy, những người đàn ông sẽ phải đối mặt với sự phản đối từ phía chúng. Tuy nhiên, chỉ cần sự chân thành để đối xử với mẹ của các con cô ấy, chắc chắn họ sẽ cảm động trước tình yêu của bạn. Và tôi tin rằng những đứa trẻ với tâm hồn thuần khiết, dù rằng chúng đã có thể trải qua được những đau đớn, những sự phẫn nộ đến cỡ nào, nhưng nếu bạn đủ tình yêu và đủ chân thành thì sớm muộn chúng sẽ nhận ra điều ấy. Các bạn thân mến, người phụ nữ sau khi ly hôn thường sẽ có tâm lý rất phức tạp và rơi vào khủng hoảng sâu sắc. Vết thương tinh thần có thể kéo dài dai dẳng, điều này ảnh hưởng xấu đến cả sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Tất cả chúng ta ai cũng đều hy vọng vào một mối quan hệ tốt đẹp và bền vững với người mà mình yêu thương sau khi đám cưới được gọi là hạnh phúc. Không có ai đi vào cuộc hôn nhân và chỉ mong cho nó thất bại cả. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, mọi thứ có thể xảy ra theo cách mà mỗi chúng ta không hề mong muốn. Cuộc hôn nhân đổ vỡ dù bất cứ lý do gì cũng để lại rất nhiều hệ lụy. Đó là nỗi đau và sự mất mát của cả hai vợ chồng. Mặc dù ly hôn có thể giúp cho hai người giải thoát cả về thể xác và tinh thần, nhưng ly hôn cũng ít nhiều gây tổn thương cho những người trong cuộc trên nhiều phương diện, chẳng hạn như nguy cơ trầm cảm, chán trường, tuyệt vọng hay giảm tự họ. Trên thực tế, những người phụ nữ sau ly hôn thường có nhiều thiệt thòi hơn so với nam giới. Phụ nữ gặp khó khăn gấp bội, phải gồng mình lên để gánh vác trách nhiệm nuôi con, dạy con và luôn phải chịu áp lực về mặt tài chính. Hơn nữa còn bị thiệt thòi về mặt tâm lý, tình cảm cũng như hiệu suất công việc. Và đặc biệt, người phụ nữ sau ly hôn thường có khả năng tái giá thấp hơn so với đàn ông. Vậy thì các anh, nếu muốn tiến đến với một người phụ nữ đã ly hôn thì các anh đã hiểu hết về tâm lý của chị em chưa?
nỗi cô đơn luôn bùa vây là tâm lý đầu tiên của những người phụ nữ này. Nhiều người cho rằng phụ nữ sau ly hôn thường thoải mái và vui vẻ do đã chút bỏ được gánh nặng. Tuy nhiên sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Mặc dù được giải thoát khỏi mối quan hệ không thể cứu vãn, nhưng họ vẫn phải đấu tranh tâm lý rất dữ dội. Nỗi cô đơn bùa vây chính là tâm lý chung của rất nhiều chị em phụ nữ sau ly hôn. Khi mà đi sâu tìm hiểu thì mọi việc không có gì quá khó giải quyết, thì chỉ có một mình trong ngôi nhà quen thuộc. Vì chị em rất khó có thể tránh khỏi cảm giác chênh vênh, suy tư về chuyện cũ. Chiếc giường cũng trở nên trắng trải hơn, không còn hơi ấm của người từ đầu gối tay ấp. Khi đã quen với cảm giác chung đôi, thì việc phải một mình đối diện với mọi thứ sẽ tạo ra cảm giác không thể dễ chịu một chút nào. Đặc biệt là khi ra đường hay tới bất cứ đâu, nhìn thấy những cặp đôi tay trong tay, cười nói vui vẻ, thì những người phụ nữ sau ly hôn sẽ có chút chạnh lòng. Tuy nhiên cảm giác cô đơn xâm chiếm tâm hồn nhiều nhất sẽ là khi đêm về, lúc chăn đơn gối chiếc. Tâm lý phụ nữ sau ly hôn là những lúc cô đơn, họ thường đi chơi với bạn bè. Cũng có người tìm đến những nơi mang lại cho họ cảm giác thoải mái để quên đi nỗi buồn. Một số ít người khác lại tìm đến một bờ vai tạm bợ hay một mối tình qua đường để hòa nhóc từ những nỗi cô đơn trong lòng. Phụ nữ sau ly hôn, họ cũng rất ngại tiếp xúc và trò chuyện với nam giới. Xã hội ngày càng phát triển, những người trải qua hôn nhân không còn phải gánh chịu quá nhiều áp lực từ bên ngoài. Họ ít bị soi xét, ít bị đàm tiếu hơn. Những người xung quanh cũng dần quen với việc các cặp vợ chồng ly hôn thì phải. Tuy nhiên không phải tất cả đều có sự thay đổi tích cực. Một số người vẫn coi việc ly hôn là việc không nên và chĩa những sự dè bỉu, dèm pha về phía người phụ nữ, đặc biệt là với người phụ nữ Việt Nam. Vẫn còn ở đâu đó những tư tưởng trọng nam khinh nữ. Do đó sau mỗi cuộc ly hôn thì phụ nữ thường bị trách cứ nhiều hơn. Trước những lời phê phán gay gắt thì tâm hồn yếu đuối của người phụ nữ cũng dễ bị tổn thương hơn. Chúng vô tình khiến cho người phụ nữ mất dần sự tự tin và sống khép kín hơn. Tâm lý của người phụ nữ sau khi ly hôn sẽ là ngại chia sẻ và ngại giao tiếp với người khác, nhất là đối với nam giới. Họ cũng rất lo lắng trước những áp lực trong cuộc sống. Đương nhiên rồi, bất cứ một chị em phụ nữ nào sau khi ly hôn cũng đều phải đối diện với vấn đề tài chính. Bởi khi bước vào hôn nhân, chị em luôn nghĩ rằng đã có chồng che chở, khi gặp khó khăn vẫn có người cùng đồng hành. Tuy nhiên sau khi ly hôn thì bản thân sẽ phải tự lo liệu mọi thứ. Hoang mang, lo lắng và bất an là những tâm lý mà người phụ nữ sau ly hôn thường phải trải qua, bởi những áp lực về cơm áo gạo tiền chưa bao giờ là nhẹ gánh cả. Đặc biệt là khi người phụ nữ đã có con và giành quyền nuôi con sau khi ly hôn thì áp lực càng nhân lên gấp bội. Bạn sẽ luôn phải chăm chờ làm sao để cho con có được cuộc sống tốt nhất, đồng thời luôn phải cố gắng để bù đắp lại những mất mát và thiếu thốn của con. Tuy nhiên, nếu như bạn là một phụ nữ đã ly hôn và đang nghe video này thì đừng bi quan, hãy biến áp lực thành động lực, hãy chăm chỉ làm việc để có nguồn thu nhập ổn định hơn. Còn nếu như bạn là người đàn ông đang thực sự yêu thương người phụ nữ này thì hãy cùng với cô ấy vượt qua những khó khăn, hãy cùng với cô ấy tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Biến bi quan thành động lực. Người phụ nữ sau khi ly hôn họ cũng rất áy náy và luôn thường trực cảm giác có lỗi với gia đình đẻ của mình. Trong một cuộc hôn nhân thì phụ nữ thường phải đặt lên vai mình nhiều kỳ vọng từ phía gia đình. Trong việc vun vén hạnh phúc, phụ nữ dường như luôn phải gắn mác có nghĩa vụ phải hy sinh bản thân vì chồng và vì con. Sau đó khi họ ly hôn thì kỳ vọng này cũng sẽ bị dập tắt. Điều này có thể khiến cho vài thành viên trong gia đình bị tổn thương. Người phụ nữ cũng vì thế mà trở nên mặc cảm và cảm thấy bản thân đã không còn làm đúng với kỳ vọng của gia đình. Đặc biệt là ở các gia đình gia giáo, người ta rất không hài lòng và kỵ với việc vợ chồng ly hôn. Điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người phụ nữ sau khi ly hôn. Cảm giác tội lỗi sẽ luôn bao trùm khiến cho phụ nữ khó lòng suy nghĩ thấu đáo và có hướng đi tích cực được. Nhiều chị em còn có tâm lý oán hận người cũ nữa cơ. Có những cuộc hôn nhân đi vào ngõ cụt do tranh chấp hay do phản bội. Những tổn thương mà chị em phụ nữ phải trải qua là không thể đong đếm hết. Do đó, sau khi ly hôn, rất nhiều chị em vẫn xem chồng cũ là kẻ thù và tâm lý oán hận vẫn luôn thường trực. Trong mắt họ lúc nào cũng thấy người cũ thật xấu xa và tồi tệ. Chính anh ta đã đẩy cuộc sống của người phụ nữ đến những đường này. Thậm chí nhiều chị em còn huyền rùa để cho người cũ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống. Tuy nhiên, sự oán hận sẽ chỉ càng khiến cho tâm lý của bạn thêm phần nặng nề. Lúc nào cũng nghĩ về người cũ và chuyện cũ. Với tâm trạng tiêu cực,
khiến cho người phụ nữ khó lòng tập trung vào cuộc sống hiện tại của mình. Do đó, muốn giúp cho bản thân hạnh phúc hơn sau khi ly hôn, thì bạn hãy quên kẻ xấu đi và những điều tồi tệ mà họ đã làm với bạn. Hãy giúp người phụ nữ của mình vượt qua được những điều kinh khủng này. Hãy giúp cho cô ấy quên đi quá khứ, hàn gắn những đau thương để hướng về một cuộc sống trong tương lai. Người phụ nữ đã từng bước qua một đời chồng và ly hôn, họ rất lo sợ là mình không tìm được một người mới tốt. Người phụ nữ sau một lần vấp ngã trong hôn nhân thường sẽ luôn lo sợ việc đi lầm đường lạc lối, đi vào vết xe đổ. Một lần ngã đau thì còn đỡ sợ hãi. Sau ly hôn, tâm lý chung của rất nhiều chị em sẽ là không dám mở lòng để tin yêu thêm một người đàn ông nào nữa. Hậu ly hôn, phụ nữ thường không bao giờ nhìn ra cánh cửa màu hồng của một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nữa. Cái định kiến phụ nữ một đời chồng, nó khiến cho họ sợ hãi. Họ lo sợ rằng người đàn ông tiếp theo không đến với họ bằng tình yêu thật lòng. Hơn nữa, với những người phụ nữ đang nuôi con một mình, họ còn lo sợ người mới không thương con mình nữa cơ. Họ cứ quẩn quanh trong những suy nghĩ không lối thoát, lo sợ bản thân không tìm được thêm một hạnh phúc nào nữa. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng không phải bất cứ người đàn ông nào trên đời này cũng đều tệ bạc. Hãy cho mình cái quyền được chọn sai và sẵn sàng chọn lại. Người cũ không coi trọng bạn không có nghĩa là mình không thể tìm được người đàn ông mới tốt hơn. Và nét tâm lý cuối cùng và cũng rất đặc trưng ở những người phụ nữ đã một đời chồng và đang ly hôn, đó chính là tâm sinh lý rất khó chịu và bứt rứt. Dù đàn ông hay đàn bà thì cũng đều cần đến có nhu cầu sinh lý. Tuy nhiên, tâm lý của phụ nữ sau ly hôn thường e dè và không dám buông thả bản thân giống như nam giới. Họ thường ít hứng thú với những mối quan hệ qua đường hay là tình một đêm, hoặc ít nhiều họ cũng sợ những sự dè bỉu của xã hội. Chính những tâm lý này càng khiến cho người phụ nữ trở nên bí bách và ngột ngạt hơn. Sau ly hôn, những người phụ nữ thường độc thân trong một khoảng thời gian khá dài. Họ không tiếp xúc, tìm hiểu hoặc bắt đầu một mối quan hệ mới. Điều này khiến cho họ không được giải quyết những ham muốn tình dục và sinh ra tâm lý dễ nổi nóng, cáu giận, đặc biệt là khi những người khác đang ân ái và hạnh phúc bên nhau. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay chúng tôi đã gửi đến các bạn những nét tâm lý nổi bật của các chị em phụ nữ hậu ly hôn. Hy vọng rằng với những chia sẻ này, các bạn cũng đã có thể thấu hiểu hơn về bản thân mình hoặc về người phụ nữ mà mình đang yêu thương, đang rất mong muốn cùng với cô ấy xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.